từ cái cột cây này qua đây ha. Có đủ 5 mét thôi. À. Ừ. Dài thẳng ra đến sao luôn. Thẳng sao luôn 16 mét rồi đó. 16 mét ha. À, em mua đất của chị Linh. Bữa nay trong tiền chị 110 triệu. Em cũng gửi lời Mạnh Thường Quân từ trước đến giờ ủng hộ gia đình em nhiều lắm. Bề ngang cái nền này nhiêu chị? 5 mét. Từ đâu đến đâu ta? Đó, cột cây này qua đây. Từ cái cột cây này qua đây ha. Có đủ 5 mét thôi. À. Ừ. Dài thẳng ra đến sao luôn? Thẳng sao luôn 16 mét rồi đó. 16 mét ha. Nền này cũng được nè. Trời ơi trời, cái nền này con gì đó bả mua hơn đó. Chị dứa chịu không? Chị chịu đó. Bả hơn đó, bả đeo, bả. Thì nó chị là chủ đất hả? Ông là chủ đất sang tôi, em tôi. À, anh này là em hả? À, ông là anh. À, anh là chủ đất ha. Ừ. Rồi nghe em nghe nói là làm giấy tờ gì xong hết à? Ừ, ghi sẵn chưa? Ghi rồi kìa. Trời ơi. Đúng như anh Hào thấy sao? Nền này được không? Rồi còn gì nữa? Bà chào tèo tèo với tôi không đó, không cho người ta ngồi. Thông tin với cô bác của anh chị là nền không gài vỏ cũng khá là lâu, đường này cũng đường đan cũng khá là thấy khá em thấy là đường, đường nó xa đó. Dạ. Em tới cái cầu này ra ngoài chút xíu à. Nền này là do chị dứa tự chọn luôn và chị nói là em cứ em cứ chị chọn ở tại chỗ này chị thấy thích hợp thì em cứ hỗ trợ cho chị xây được thì chị rất là mừng, đúng không? Và nền này là 110 triệu, đúng không chị? Bề ngang 5 mét. Và bề dài là 10 thẳng ra tới mấy sông luôn. Còn 15, 20 mét gì nữa. Bao nhiêu? À, thì đang dạ. Thẳng mấy sông của mình luôn á. Hôm nay là ngày hẹn thì em thay mặt cho Mạnh Thường Quân để thay mặt cho chị Dứa để mà trồng tiền với gia đình của mình luôn. Rồi làm giấy tay rồi có mấy những hộ dân kế bên làm chứ. Anh là chủ đất cắm ký với chị em là làm đất ký. À, mưa nền mà mua nền mà mưa vậy làm ăn giàu lắm nha chị. Thôi qua bên kia đi. Ha. Anh chủ đất tên gì? Từ chối. Anh chối hả? Ừ. Nhà anh bên đó là hả? Ừ. Ủa sao nhà anh nhỏ vậy? Quay qua nhà đó vô rồi. Nhà anh còn khổ. Cái này là cái nhà đặt rượu nè. Nhà này anh nấu rượu thôi. Nhà riêng đặt rượu đó. Đấy đi, bỏ xuống. Dạ. Dạ vậy là mấy ông thợ hồ nghe ông từ Đồng Tháp đến đây ông nghe ông mừng rồi. Ở đây. Chiều ngọn đây ông làm dài sĩ. À, thông tin với cô bác anh chị là đoạn đường cũng khá là xa, hơn 200 km. Đi từ 9 giờ sáng cũng có một số trục trặc nên thành thử là hơn 6 tiếng mới tới đây. Tại vì trên cái đoạn đường mấy anh giao thông anh hỏi thăm. Thành thử anh hỏi chạy có mệt đúng không á. Thành thử thấy cũng mệt. Nên thành thử đến đây mà gặp chị Dứa mà gặp với anh chủ như thế này thì mình cũng tin tưởng với nhau. À, và để mà có thể là cất ở ngay tại chỗ này. Anh thấy cái nền này thấy sao? Có thấp so với mặt đường gì không? Rồi thời gian tới là gắn bó ở dưới này xa vợ rồi chịu không? Ờ được. À, và đây là cái số tiền mà hỗ trợ mua nền á là được bạn Hằng hỗ trợ mua nền và cất nhà luôn á. À, thì bây giờ qua đây đi để mà trồng tiền luôn ha, mới vừa rút ngân hàng luôn cô bác anh chị. Đi qua đây đi bạn, anh qua đây luôn. Bả được cái nền này bả ngon bả rồi đó, bả ngon bả rồi. Em thông tin với chị á là bán được cho chị Dứa là coi như là một phần để mình làm phước, để tích phước cho con của mình. Tại vì bây giờ chị là chánh quyền hỏi cho nó. Vậy hả? Tại vì chị Dứa bây giờ là không có chỗ ở, thành nữ là Mạnh Thường Quân nước ngoài người ta cũng không có biết chị Dứa như thế nào mà người ta dám bỏ tiền ra để người ta mua nền. Mà không có biết, mà chỉ biết chị Dứa qua mạng thôi. Rồi không có thân thích gì với chị Dứa, người ta ba dám bỏ ra gần 200 triệu để mà ta mua nền, hơn 200 triệu ta mua nền tới cất nhà luôn. Thì mình sang lại cho chị coi như mình để mà là mình làm phước để đức lại cho con luôn. Nói chung là giúp được cho chị như là chị đi chùa. Thì cũng đó, cũng thương bà đó, nói cho bà sang được tôi cũng mừng cho bà. Chị tên gì? Tên Linh. Chị Linh đẹp gái quá ta. Đó bà chủ đặt đó. Chị chẳng hay chế. Dạ. Chưa. Chủ đất bên đây hả? À, chủ đó, vợ có ông lại đó, bà này chị dâu. Dạ. Là hai chị em hả? Chị dâu hả? Chị dâu. Dạ. Chị dâu ơi. Trong thời gian tới á, thì nếu như mà mua nền như thế này á, em để vật tư đỡ đâu vòng vòng đây được không ta? Cái này sắp hàng nó vô mấy mét đó. À. Gạch lên để vật tư với gạch luôn. Rồi, giờ, hỏi là... bà chủ để. Chừng nữa câu điện nước, câu nữa gửi tiền được không? Câu tôi đi. À, câu điện nước của chị. Thế anh Hợp ha? Của tôi nè. À, nước có xong mà khỏi câu điện thôi cũng được. À. Xài nước xong hả? À, xài nước xong nước bặn sao? Ủa nước bặn hả? Nước bặn. Ôi dồi. Nước bặn thì sao trộn hộ được? Anh này anh đã đồng tháo. Dùng này chứ không phải dùng đồng tháo.
Tiền hèm à? Anh cho tiền hèm cho tôi. Cho em mượn cây viết luôn. Ồ, à đó. Có nè. Xuống đây là người lính quýnh thôi. Nước mặn má. Đây nước mặn. Đây nước mặn, có nghĩa là điện nước là mình phải sử dụng nhờ ké hết. Rồi sau đó thì em sẽ hỗ trợ, ví dụ như tháng mình xài sử dụng 200 đi, còn dôi ra nhiêu em trả hết cho. Ha? Vậy anh hợp ha, tại vì bình quân nhà ta xài cũng 100-200 rồi đó, người mình còn dư. Tôi nói là bây giờ nó xài chưa cái mức đó, chưa đến đổi thì tôi cũng đóng luôn cho. Ở đó mà trời ơi là trời. Có thiệt, chưa đến đổi gì thì quá đừng có quá nhiều, tôi cũng nóng bên tôi. Cái đổ hẹp này vô rồi. Đây là mua đất theo sự thỏa thuận của hai bên, sang đất theo sự thỏa thuận của hai bên, nên là nữ là ngày hôm nay cũng phải có người chứng kiến rồi hai bên cùng đồng ký tên. Và trong cái đoạn video clip như thế này á, đây là cũng như là để cho cô bác anh chị Mạnh Thường Quân thấy, cũng như là đây đó đoạn clip mình chứng để mình có sự trao đổi với nhau hả chị ha. Chắc có lẽ là đây hai tờ, mỗi một bên giữ một tờ đúng không? Đó, hai tờ đấy. Dạ thì em sẽ đọc một cái tờ giấy vô một số thông tin cá nhân á, rồi số chứng minh ngày tháng năm sinh ở trong đây có hết, và Bùi Hồ sẽ không có đọc cái thông tin này lên do thông tin cá nhân cô bác anh chị. Giấy thỏa thuận để mà chuyển nhượng đất thì của chị Trương Thị Linh ở có địa chỉ nè, căn cước, chứng minh nhân dân đó, đầy đủ hết. Và bên B là chị Trần Ngọc Dứa cũng có ngày tháng năm sinh, căn cước. Bên A có phần đất là chiều ngang là 5m, chiều dài là từ lộ bê tông xuống cái phía sông Cái Chẹt, sông này là sông Cái Chẹt. Vị trí có vị trí phía đông, phía tây, rồi phía nam, phía bắc đều giáp với, phía đông thì giáp với cái sông Cái Chẹt, phía tây thì giáp với lộ bê tông, nói chung là đầy đủ hết á. Rồi bên A đồng ý sang phần đất như đã nêu trên cho bên B với số tiền là 110 triệu đồng. Sau khi ký vào giấy này thì bên B phải thanh toán đủ một lần số tiền cho bên A. Bên A có trách nhiệm giao đất đúng theo quy định diện tích, vị trí và hiện trạng như đã nêu trên. Hai bên thống nhất nội dung như đã nêu trên, ký vào giấy này để mà làm cái cơ sở. Thì giấy này là cơ sở thì chị Dứa, chị sẽ đứng tên trong cái tờ giấy này. Thì em là đại diện cho Mạnh Thường Quân, là bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ để mà chồng tiền cho chị Linh ha. Thì chắc có lẽ là hai bên sẽ ký tên ha, vào hai tờ, với người chứng kiến là em ký cho cũng được nữa, không có sao hết á. Giờ lên tới mạng rồi còn gì nữa. Lên tới mạng còn gì nữa. Nè bây giờ bên A nè, chị Linh nè. Bây giờ tôi không biết cái họ đó, tôi biết cái tên cơ mà tôi chị không biết chữ. Có họ tên đầy đủ à. Cái họ mình, sao mình nè. Mình cần quay cần ở đây. Nè họ có rồi, họ tên có tên có. Dạ đây chị ghi ở đây. Đúng rồi. Ký cái tên á. Trời ơi là trời, tôi không có biết chữ đó trời. Cái tiếng cái tên không thôi. Linh là được rồi. Vui vẻ, còn bên đây là bên bơi nè, chị Dứa nè. Chị Dứa chứ không phải chị Thơm, chị Khóm gì đâu nha. Rồi bên tới này của em ha. Nãy em mới ghé ngân hàng em rút luôn kịp luôn. Chạy xuống đây bị công an nên thành thử là trục trặc nhiều á. Uống cà phê uống gì vậy? Cho em trà đường đi. Cho trà đường hết đi. Cho nó tiện dạ. Đừng kêu chị Tư à, chị Tư không mua. Anh Tư chở cà phê. Đây, còn chị Linh này nữa. Không. Đây, ở đây. Học được chị Linh không chị? Muốn nào đừng kêu. Học được chị Linh để mà mua bán đất thôi, làm bất động sản thôi. Dính ơi. Dạ. Đây chị đây. Rồi, hai bên người giữ người ta. Rồi, nghỉ xong. Rồi, bây giờ em sẽ gửi tiền ha. Tôi không biết chữ nghĩa hết trơn. Tôi cũng dòm nó, cũng đây, nói dòm tôi chứ. Chị tự giao đi. Em giao cũng được. Em thay cho chị mua thì chị giao đi chứ. Đúng không? Nè lên đây giao tiền đi. Nói sao đi. Nói lời cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi. Rồi chưa? Chưa cầm. Không, không, khỏi tháo ra. Đó ngân hàng điếp đủ hết rồi. Chừng ơi. Bữa nay là em mua đất của chị Linh. Bữa nay trong tiền chị 110 triệu. Em cũng gửi lời Mạnh Thường Quân từ trước đến giờ ủng hộ gia đình em nhiều lắm, cũng ủng hộ bạn Hằng lắm. Tất cả Mạnh Thường Quân, còn những Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị nữa, nhưng mà đây là xong thống kê một lần một. Cảm ơn nhiều lắm, cái này là rất cảm ơn luôn. Rất cảm ơn. Có số tiền này mua đất cho chồng chị Linh nữa, hay là chồng đủ chị Linh 110 triệu em chồng chị em gửi chị 100 triệu à? Đây 100.
đây là 10 triệu nè, hồi hộp thế. Tôi cẩn thận vô cái số tiền nhỉ. À, chị lấy tiền. Tôi cũng sang miếng đất cho chị Dứa vậy đó, tôi có nhận 110 triệu của chị Dứa. Đó. À, mỗi bên giữ một tờ giấy, giữ tờ giấy chưa? Giữ rồi, chị giữ rồi. Giữ rồi ha. Rồi cảm xúc bây giờ sao rồi? Mừng quá. Mừng rơi nước mắt. Mừng quá vậy. Mừng muốn khóc được không? Mấy ngày nay nghe nói bên đây cho các chị đó là đâu có ngủ được đâu. Thằng đêm cũng chằn chọc. Thật ra là đối với hoàn cảnh của chị á, ai thấy đều cũng phải thương. Vì một người mẹ phải đèo con mình trên một cái chiếc xe ba gác mà chạy lông nhông khắp đường phố để mà bán để kiếm tiền. Thì ngày hôm nay được chị là thay vì miếng đất này để lại cho con của mình mà để sang lại cho chị, thì thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân á, cũng như là bạn Hằng tính Trang, cũng như là làm mà để cho con đó, mà thấy bà tội nghiệp bà khóc, năng bà muốn khóc, năng nỉ mấy ngày mà khóc ngày đó, rớt nước mắt. Tôi nói thôi để lại cho bà đi, còn con thì sau này có bên chồng nó. Con tại gái vì, đúng không hai. Tại vì cái đường này thì chỉ vừa với bà về nó tiện nữa, tiện bằng đêm đâu có đèn đường đổ trơn, nó tiện lọ thì lớn nữa, nước khói về nhưng luôn mà nữa, ở như ở trong cổng thì nó dễ nhẹ nhàng cho bạn. Để có hơi đường cái chút này nói chung là cũng tạo điều kiện được chị, em cũng cảm ơn. Người ta nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng. Trước đây thì em cũng có gắn bó với lại gia đình của chị Hợp Cẩm Hơn, thì cũng nói chung là thấy người Cà Mau dễ thương nhiệt tình lắm, có gì đãi đó à. Nên là nữ là em rất mong là gia đình của mình, tại vì em là cũng là người ở địa phương khác, em ở Đồng Tháp, di chuyển đoạn đường đến đây xa cũng là nước là cái, và đặc biệt là thời gian tới á, là anh Hợp với lại anh Vũ Thơ Sắc cũng gắn bó để làm ở đây. Chừng nào dạ, anh này là thợ chừng nào, hồ chừng nào khai trương chắc khoảng 19 âm lịch á, sẽ khởi công làm luôn. Thì đoạn đường xa mà các anh này cũng phải cố gắng làm gì cái hoàn cảnh của chị, chứ lời thì không có bao nhiêu hết á. Thành nữ là anh Hợp này với anh Vũ nói một câu là nếu như mà làm cho gia đình của chị Dứa khóa rồi anh vẫn làm, thì làm vì, vừa làm mà vừa từ thiện luôn, làm vì từ thiện. Đâu đó rằng á là đối với chị rất cần một ngôi nhà, và trong thời gian tới thì anh Hợp với anh Vũ cũng có ở đây, thì rất mong chị Linh cũng như là các anh chị ở đây cũng cùng hỗ trợ cho các anh em từ phương xa đến. Và trước mắt là cái phần mà điện với nước á, thì sử dụng điện với nước á thì bao nhiêu thì em sẽ hỗ trợ thay mặt Quý Mạnh Thường Quân trả lại tiền đó cho bấy nhiêu ha. Có gì đó thì các anh em có gì đó mà sơ sức thì cũng thông cảm bỏ qua, tại làm được khoảng 10 ngày xong không anh Hợp ha. Dạ. Làm cả 10 ngày rồi xuống đây rồi ăn hở đây luôn. Dạ đúng rồi. Chớ hai hơn 200 cây. Rồi chết. Rồi chết. Rồi chết. Điều sáng rồi. Rồi chết. Để tại chứ nghe đó chứ mừng đâu là. Mừng không? Chị xui. Chết ngồi anh. Mấy ông thợ này là ông cắt theo dạng. Em cũng mừng cho bả luôn đó. Mừng sao mừng. Ngồi chị xui. Chị xui của chị. Chị xui không? Sống. Dạ cắt cuốn nền làm tiền chế chứ không có nhiều tiền để mà cất tường. Tại vì gia đình cũng còn hai người bệnh. Nếu như mà có cố gắng mà dèn chèn ép lại để mà cất tường á thì không có tiền rồi mai mốt lỡ bệnh rồi sao. Nên là như cắt cái nhà ở được số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ thì mình sẽ cuốn nền nè, rồi cắt tôn và dừng sẽ xây nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sẽ kiên cố, rồi làm một cái sàn nước thì cũng sẽ gắn gặp rồi luôn, cũng sẽ làm cho chị nó gọi là ổn định sử dụng vài chục năm được bình thường, mà nó số tiền nó không vượt quá nhiều. Tại lỡ lần trước rồi bán cái nhà cũ để mà trị bệnh cho con rồi. Rồi sao muốn khóc nữa hả? Có một lát khóc. Dạ. Cũng là tiền giấy, cũng là nó gặp gì? Ờ, xe lên cút. Dạ dạ. Nhà cậu mình tắm thì xe đầu thì cũng là không cần mặn nữa. Ông nhà có làm tường chế anh chứ phải xây lên một khúc rồi bắt đầu đóng thiết là nó mới tại quên nữa anh Hợp ơi. Nó mới không xịn. Tại vì ở đây là nước nặng lắm, nên là nữ là nó xây nước nó sẽ dễ bị bên hơi. Nên là chế ngồi đi chế. Xây hai ba viên gạch. Ngồi đi. À ba viên gạch đi. Ba viên gạch thấp không em? Thấp không chế? Ít nhất giờ cũng có 7 tấc. 7 tấc. Không em cuốn lên là 3 tấc rồi. Cái nền lên ra rồi. Cuốn nền lên cao rồi. Rồi thêm 3 cục gạch nữa. Thì được, thì cũng có 7 tấc đó. Cuốn nền cao thì lên thêm 3 cục nữa cũng có. Nhưng mà dễ một thiết. Nó không một thiết. Thì em sẽ xây lên 3 viên gạch rồi thành thử là cao khoảng 6-7 tấc rồi. Được rồi đó, chị nói chị nó cũng 6-7 tấc đó. Không đó là chừng 4 tắc dùm xây, 4 năm tắc lại xây cái này nó lên. Rồi là cao rồi đó. Cao lắm. Nói chị. Không, cái chỗ này cái nền mình không cần làm cao gì cả. Đúng rồi.
Giờ thôi. Mỗi lộ có chừng 2 tấc ngoài 3 tấc. Yêu cầu có cao hơn mặt lộ một chút cũng được. Xe vô ra đó. Mình sợ là sao nước ngập thôi. Không có ngập. Cái lộ này là khô gan. Mà ngay cái ngã ba đặng á, cầu đó là ngập linh binh cái đường đó. Cái đường nó xuống này là ngập. Ở đây là vật tư mắc hơn so với ở trên đồng tháp của Bình Hòa. Đúng rồi. Nào là cát thì ở Đồng Tháp thì là do là xong, chị cứ giữ đi. Ở trên em là do là của sông Tiền, sông Hậu là nữ lấy cát nó dễ. Còn ở đây cát xây nó không có. Ở đây là đa số là nước mặn. Gạch cũng mắc hơn. Ở trên em là gạch nó dễ. Đất nó dễ lấy hơn. Ở này nó mắc hơn. Ở xi măng chung chung. Vậy là ngày vài ngày tới á, thì anh Hợp sẽ có mặt tại Cà Mau. Chưa chút nữa. Vài ngày tới á, thì anh Hợp sẽ có mặt, với anh Vũ sẽ có mặt tại Cà Mau để hỗ trợ cất nhà gấp rút cho chị Dứa với lại bé Tú. Thì thông tin với cô bác anh chị, anh Hợp cũng có với lại anh Vũ cũng có thông tin như thế này. Sắt thì nó không chênh lệch nhau, tại vì nó theo một cái chuỗi hệ thống mà. Còn vấn đề vật tư á, thì ở đây là vùng đất mặn, cát nó sẽ mắc hơn so với ở đồng bằng. Lý do ở đồng bằng thì nó cát nó nhiều hơn. Cát xây á, nó sẽ ở đây lấy cát xây không được. Ở cát đổ nền thì có, nhưng mà cát xây là rất khó. Hai là gạch lại giá cao hơn. Nên là nữ là cùng cái diện tích nhà, cùng với lại kích thước giống nhau, nhưng mà nó chênh lệch nhau khoảng hơn 10 triệu, đúng không anh Hợp? Trên 10 triệu đó. Nên là nữ là cắt nhà gói ghém lại cho chị, là cắt cuốn nền, làm tiền chế và nhà vệ sinh đồ đâu đó đàng hoàng. Rồi, ý gì sao, chịu không? Chịu. Hay là muốn... ngon rồi, còn gì nữa. Được rồi. Rồi, muốn nói gì Mạnh Thường Quân, rồi mình sẽ kết thúc clip, mình uống trà đường đi, thèm trà đường luôn. Em chị em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Tại vì mừng dữ lắm, không biết nói gì sao. Không biết nói gì giờ. Được gì chị rất mừng. Rồi, còn gì quý nữa. Để cái giấy vô nè, ướt nè. Tại ta còn chừa hậu cho mình còn... Nuôi hai người bệnh đó chị. Sợ dứa trắng tay rồi dứa làm giống nổi. Nuôi hai cho con nó bệnh mất tử. Người ta cũng nghĩ cho mình dài đó. Chứ chứ làm tốt hơn chút tôi cũng làm được. Chứ chị uống cà phê nè. Uống nước tại vì các nhà kia xây thì hết tiền. Rồi không có tiền nuôi cha con đó. Không, nhưng mà đất ở đây nó bảnh lắm. Ở nó không có phải bị ấy rồi. Đó, có gì ta bà nhà bán này nè. Thật ra nếu cất nhà tường thì gói ghém lại thì nó không còn tiền nữa, hết tiền luôn. Nếu lên nhà tường là không đủ. Hết tiền. Vừa có ngôi nhà không có tiền thì sao sống. Phải chừa lại. Nhưng mà em giống như em phân tích ở cái clip trước á, khi mà có nhà tường thì người ta nghĩ mình giàu. Người ta không biết là nghĩ mình giàu mà lại nơi con đi bán vậy, thì chị sẽ mang cái tội thôi. Người ta nói ơi có nhà nơi con rồi bán không được nữa. Nên là nữ là mình cất tiền chế vậy thì nó dễ thương. Nói chung là có cái chỗ kín đáo để che mưa che nắng là ok. Nếu đã đi bán thì phải kinh dị hoài chứ ai nhà giữ nó. Không ai giữ nó. Phải không? Là cái hoàn cảnh con dứa là phải như vậy rồi. Bị kinh hai người bệnh rồi. Thích càng bệnh thêm nữa chứ không phải là nó càng bị là thêm. Mẹ ăn nhiều phải không em? Dạ. Em không có giảm được. Em mà em tính sang cái nền đó là em để cho con em đó, mà thấy bả thu nghiệp cũng để lại đó. Uống đi bà, uống một ngày thì được cũng ly không được rồi nọ phải không, cất cái nhà không muốn được hay đi làm có nhiêu ăn nhiêu vẫn được. Hoàn cảnh con dứa không biết là tới đâu mình không lường được luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó. Này thì gặp lại đây thì khỏe rồi. Có được ngôi nhà là che mưa che nắng đúng nghĩa. Được rồi. Ba chị Tư á, ba còn 2 mét mấy để vào Tư để cối được. Cũng không được luôn. Đi mà. Không có bỏ tú được đâu mà đi. Sao đi? Mà nói tóm đi bán cũng không gửi gắm chưa chắc thích cái nhà giữ được nữa. Phải như thích cái giữ được thì hoàn cảnh mình cũng đỡ khổ chứ phải không? Thì chắc cũng phải kinh đi bán vậy đó. Như vậy là phải như vậy đó. Tôi thấy như vậy với tệ hại thêm chứ không bao giờ mà phải nổi. Dứa phải cố gắng, dứa phải mạnh mẽ lên mới cố gắng được sau này. Em biết em đang tiếc quá. Phải vậy. Tôi nói thì đó vậy đó. Bây giờ cố gắng là cắt được ngôi nhà ấm cúng sau mà cầu trời khẩn Phật sao mà cho chồng với con hết bệnh là lúc đó chị ăn chay luôn đi. Hết thì không hết nổi rồi. Trời đó phải không? Đó trời. Biết đâu muốn biết rồi xui đất kiến thì sao? Gặp được thầy rồi sao?
nhiều khi ông bà chỉ biểu cho ai đem cái thuốc gì lên uống cho nó trúng đúng, đó, đúng không? Ai chỉ dạ. biểu mình cái thuốc gì dạ, đều rồi vậy đó 4 mét à dạ. đi cho đúng thầy đúng đồ này nọ cho hết bệnh 4 mét thì vậy cũng mấy rồi dạ. dư à. Một bên chừa ra 5 tấc để một bên cho chị trồng rau phơi đồ cũng được nữa nó dễ thành nữa là mình cắt gọn em muốn cắt cho gọn là bề dài là 12 mét để cái sao phơi tuy nhiên là được. Khoảng 10 mét để cho chị khi mà ẵm bé Tú đi tắm á đi vệ sinh á thì đoạn đường nó gần hơn nếu như mà 2 mét ẵm càng xa thì cái tay của chị nó càng đuối hơn cắt cái nhà dài vẫn được một á là không có chỗ để xe hai là ẵm bé Tú đi tắm á nó rất khó tại vì 2 mét cũng xa chứ ẵm mà từ ngoài ngày. Đường đi vô thôi là muốn cái tay này muốn nhất à nên là nữ là cắt ngắn gọn nhỏ dạ nhưng mà phải làm nhà vệ sinh là bao nhiêu anh hợp nhà vệ sinh ngang nhiêu dài nhiêu nhà vệ sinh thì 2 mét vuông với cái sàn nước dài sau có 2 mét vuông 2 mét vuông 4 mét vuông có nghĩa là ngang 2 mét dài 2 mét là nó rất rộng luôn thành 8 mét á rất rộng có nghĩa là nhà vệ sinh đối với anh thích rất là quan trọng khu vệ sinh là 4 mét vuông cái sàn nước là như 4 mét vuông có nghĩa là cắt nhà vệ sinh ăn gian ra đằng sau rồi bên đây làm sàn nước luôn ở trong nhà mình ở trong nhà chu vi của diện tích của nhà là 10 mét chọn nhà 10 mét rồi có một cái phòng ngủ một cái phòng khách ha chị hỏi cái này luôn là muốn cửa Đài Loan kéo rộng ra vậy hay là muốn làm một cái cửa nhỏ là một cái cửa sổ cửa nào tiện ra ê ý là bây giờ tôi thích là cửa kéo này nè là bà có thể bà ẩm thằng nhỏ mà không có né tại vì nó rộng á ẩm dư ra luôn không có né nhỏ dài quá đó là cửa kéo là nó rộng vậy ha ở đây dưới thí dụ có gì bán thì đồ chỉ khóa cửa lại thôi ở đây theo cái ý tôi á là làm không sao đâu đường trong đây là cái hàng ba này á là 3 mét hay là 2.8 mét cũng được thì kế đó là 3 mét thì kế phòng ngủ là 3 mét thì còn ngoài sau cầu vệ sinh với cái bếp là 3 mét nữa coi như là 3 mét đều hết trơn anh này làm nhà cái này tính là cái phòng khách 4 mét cái phòng ngủ 3 mét đâu có biết 3 mét mình bởi vì mình làm cái phòng này lo này nó không cần có gì tiền á là che cái máy kết giải ra thì anh làm cái nhà vệ sinh ở trong nhà luôn ha muốn làm trong nhà thì nó làm cái đuôi lòi rau hài chị đặng bông bông bên này che cái máy ra để chị làm rửa rau củ quả rồi đó lập luôn phơi đồ ngoài luôn ra ngoài phơi đồ ngoài luôn chảy máy luôn á à sao được chưa sao phân vân còn không muốn mở của chồng thì tính mở của chồng sao trầm tư vậy của chồng mà tốn 2 cửa một cửa thôi cửa thôi rồi sao bích nữa tôi cũng bích đó của tôi kìa một cửa bích sao bích lại tôi không có đi cửa sao rồi thôi đồ đồ sao bây giờ tính ngoài thì cũng như cũng tốn thời gian của cô bác của anh chị ha bây giờ cái phần mà sang nhượng thì quyền sử dụng đất cũng đã xong rồi thì cũng thay mặt quý mạnh thường quân cảm ơn chị Linh cùng với gia đình ở đây để mà thời gian tới hỗ trợ cho các anh em để tiến hành các nhà cho mẹ con của chị Dứa có nơi ở ổn định và cảm ơn bạn Hằng cũng như tất cả quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này đặc biệt là có ngôi nhà trú mưa trú nắng ổn định còn về cái vấn đề cắt nhà đó chắc ngày mai anh Hợp sẽ hỗ trợ giùm em là dọ giặt tư rồi sau đó dự toán hết trọn gói là bao nhiêu để em tính luôn nha để em có thể gửi cho anh tiền để anh ứng vật tư còn bây giờ thì mưa quá xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau.